một sự đổ đầu khốc liệt. Chiến tranh đã lan rộng ra khắp mọi nơi. Kháng chiến, liên đoàn, cuộc chiến sẽ không bao giờ có hồi kết. Tất cả sẽ có trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu 3 đấu 3. Và đây sẽ là một trận đấu ở răng tướng ở Đài Bay. Cả 6 người chơi đều là những người chơi ở level 21, 22 và cả level 23. Đây là một trận đấu của một người bạn rất tuyệt vời của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV ở trên nhóm Zalo. Bạn ấy hiện tại đang cầm quân màu xanh lá cây và đang ở level 22. Đây cũng là một cái bản đồ có thể nói là khá chật hẹp và có một đường bờ biển ở một bên. Chúng ta đã liên tục đụng độ với lực lượng của liên đoàn, cố gắng tranh giành lấy tất cả các thông tài nguyên. Trình xác vào các lực lượng của Salam. Việc trình xác là một trong những việc rất quan trọng và cần thiết từ những phút đầu của trận đấu Adair Bay. Đặc biệt là những ván đấu mà có thể nói là có một cái bản đồ chật hẹp như thế này, thì chính xác để có thể phát hiện ra sớm lực lượng của liên đoàn đang chơi với những phương án, những chiến thuật như thế nào, nó rất là cần thiết nha. Lực lượng quân đỏ cũng đã triển khai ra hai tháp chống hạm và đồng thời là một nhà sản xuất hải quân rồi. Rất tốt và rất ồ ai ba đài bời. Chúng ta cần phải kiểm soát thật tốt đường biển cái lúc này. Phút thứ hai, và sẽ có hai thùng tài nguyên lớn, một ở trên bộ và một ở trên biển nha. Đều tài đó xuất hiện rồi. Có vẻ như lực lượng quân đỏ đã hơi đóng vội khi chúng ta vẫn còn chưa chiếm xong một thùng tài nguyên. Xanh lá cây cũng đã chiếm được một thùng tài nguyên ở vị trí trung tâm. Lực lượng quân xanh lá cây cũng đã có được những đơn vị tàu cano cai ban đầu tiên. Lực lượng xanh nước biển cũng đã có được một tháp bắn tên lửa để có thể phòng thủ ở trên bờ biển ngay lúc này. Quân đội đang rơi vào tình huống thiếu điện rồi đây bây. Tháp bắn tên lửa nó có tầm xa là quá tốt rồi. Một tháp chống hạm mà lực lượng quân đội đã đi bán phế liệu mất tiêu rồi còn đâu. Quân đội đang cố gắng sử dụng những đơn vị Dragonfly và chúng ta đang cố gắng để có thể phá hủy được ngay lập tức một tháp bắn tên lửa từ phía lực lượng của liên đoàn Ocean. Và ngay lúc này là người bạn chúng ta cũng đã cố gắng triển khai ra một nhà sản xuất máy bay. Xanh nước biển đã có được một tháp phòng không rồi. Chúng ta cần phải ngay lập tức phá hủy được một tháp bắn tên lửa lúc này thôi đây bầy. Chứ nếu không thì chúng ta sẽ rất khó để có thể phòng thủ được ở trên biển ngay lúc này với lực lượng của liên đoàn. Xong rồi. Tổng thất đi cả 3 đơn vị Dragonfly mà chỉ có phá được đúng có một tháp bắn tên lửa thôi. Và liên đoàn cũng đang cố gắng xây dựng lại một tháp bắn tên lửa khác rồi. Quân đội đang cố gắng để có thể triển khai ngay lập tức ra một đơn vị tàu Alligator. Phút thứ tư. Theo mình thấy thì bạn ấy cần phải cắm thêm những tháp chống hạm đây bầy. Lực lượng Delta bên phía lực lượng của Salam cũng đã tràn ra phía bên ngoài xanh nước biển ở đây bầy. Quân đội đã muốn chúng ta tấn công. Lực lượng quân vàng đang có được rất nhiều cái đơn vị C2 Armadillo và đang cố gắng tấn công được có thể phá hủy đi được một ok. Nhưng không biết có được hay không đây. Buộc phải rút lui rồi, trong khi lực lượng của quân tim cũng đã tràn ra phía bên ngoài với quá nhiều cái đơn vị lớn bộ mình. Quân đội đang có nguy cơ mất đi một nhà sản xuất hải quân level 2. Tháp bắn tên lửa có tầm bắn quá tốt quá đây bầy. Xong rồi. Thật sự đúng là không bộ một chút nào cả rồi. Cái đơn vị tháp bắn tên lửa bên phía lực lượng của liên đoàn có tầm bắn quá xa và đạp quá tốt rồi. Và ngay lúc này lực lượng quân đội cũng đã đầu hàng. Chúng ta thật sự là không hiểu đồ ở đây bầy. Quân vàng đã cố gắng đặt thêm các bãi mìn ở vị trí trung tâm và lực lượng Amarillo từ phía lực lượng quân vàng cũng đang cố gắng hết sức để có thể đối kháng trực tiếp với cái đầu vào lực lượng bộ binh từ phía lực lượng quân tìm ngay lúc này. Trong khi cả chúng ta và lực lượng đồng binh đang phải cố gắng chiến đấu hết mình thì lực lượng quân đỏ đã rời bỏ cuộc chơi và đầu hàng như thế này. Bất lực hoàn toàn ở đây bầy. Chỉ mới có phút thứ tư thôi.
Vàng đang của anh vừa bắn phá và được thêm các bãi mìn ở vị trí của các lực lượng quân Salam. Một kế hoạch rất là từ phía lực lượng quân Vàng. Cố gắng chiến đấu áp sát vào các lực lượng của quân địch và đặt thêm các bãi mìn chống mìn và cả chống tăng. Quá khủng khiếp ba đại bầy. Đặt xong thì rút lui thôi. Tuy nhiên thực lực đang từ các quả bom thật sự là nó còn quá yếu rồi. Liên đoàn đã giảm phải rất nhiều nhưng chỉ mới có thể tiêu diệt được đúng có một đơn vị tàu Delta. Và bây giờ khi chúng ta chỉ còn có hai người chơi, nó sẽ là rất khó khăn hơn rất nhiều ở đây bay. Đánh cái gì mà lực lượng quân đỏ ở level 23 rồi mà vẫn còn có những lỗi hành xử giống như những bạn mới chơi. Thậm chí là còn tệ hơn ở đây bay. Có rất nhiều anh em mới chơi, chúng ta có những tinh thần chiến đấu có thể nói là rất khủng khiếp. Chiến đấu tới cùng và bám trụ tới cùng, không bao giờ rời bỏ cuộc chơi. Trong khi đó lực lượng quân đỏ ở level 23 thì chỉ mới có phút thứ tư thôi. Chỉ mới vừa mất đi một số các tòa nhà công sự ở ven biển thôi thì bạn ấy đã rời bỏ cuộc chơi hoàn toàn. Không thèm ở lại để có thể giúp đỡ cho những người anh em đồng minh của bạn ấy rồi. Salam đã có sự xuất hiện của rất nhiều các đơn vị sạc lô đang bay. Lực lượng xanh lá cây người bà chúng ta cũng đã xây lẫn nhà ra phía bên ngoài. Vì ở phía bên trong đất đai có vẻ là quá chật hẹp rồi. Xanh lá cây cũng đã có được các đơn vị bay đem bom Abachop và lực lượng quân vàng cũng đã có chiến đấu cơ. Bây giờ khi ở thế đấu hai cân với ba thật sự là nó rất khó khăn ở đây bầy. Liên đoàn đang tràn ra phía bên ngoài. Quân vàng chỉ mới có được các đơn vị Amadillo nhưng cũng có khả năng đối kháng trực tiếp với các đơn vị Cyclone cũng khá là tốt rồi. Tàng Hammer đang bị giảm phải các bài minh từ phía lực quân vàng. Abachop từ phía lực quân Salaka chuẩn bị ném bom rải thả ba đại bầy. Vị trí là chỗ nào đây? Các tòa nhà sản xuất hải quân rồi. Quá tuyệt vời. Hai đơn vị Abachop và ngay lập tức lực lượng của liên đoàn đã mất đi hai tòa nhà sản xuất hải quân. Cyclone và cả các đơn vị tàu Viking đã tiến công tàu lớn và cả cơ lực quân đỏ rồi. Một người chơi ở level 23 của chúng ta. Tuy nhiên thì đỏ cũng đã rời bỏ cuộc chơi và đầu hàng mất rồi còn đâu. Vàng đã kéo qua các đơn vị chiến đấu cơ để có thể đối kháng trực tiếp với Cyclone. Lực lượng xanh đất biển cũng là một người chơi ở level 23 và chúng ta cũng cần phải hết sức chú ý nha. Tiếp tục là đụng độ với các đơn vị Cyclone ở trên không và liên đoàn cũng đã có được các đơn vị chiến đấu cơ. Không biết lực lượng của quân tím đang có những kế hoạch gì đây. Chúng ta vẫn còn đang giao đấu tổng lực ở trên không và cả trên biển ở các cái lực lượng quân đỏ đây bầy. Có vẻ như lực lượng quân xanh đất biển đang muốn phá hủy hoàn toàn các cái lực lượng quân đỏ rồi. Nhưng điều đó đâu có còn là cần thiết nữa đâu. Khi mà quá rõ ràng lực lượng quân đỏ đã không ra quân thì chắc chắn rằng lực lượng quân đỏ đã rời bỏ cuộc chơi mất rồi. Và Abachop cũng đã vừa mới phá hủy được một nhà sản xuất máy bay từ phía lực lượng Salam. Và đồng thời thì một nhà sản xuất máy bay thứ hai cũng đã mất gần hết máu rồi. Uy lực từ các đơn vị bay đến bom Abachop từ phía lực lượng người bạn của chúng ta ở level 22 thật sự là rất khủng khiếp ba đại bầy. Quân vàng đã có sân bay thứ hai và cũng đã sẵn sàng triển khai thêm các đơn vị C2 Amadillo. Bạn ấy đang có một kế hoạch sử dụng các đơn vị chiến đấu cơ kết hợp với Abadillo. Vẫn không được rồi. Chúng ta đã cố gắng hết sức để sử dụng Abachop để có thể tiếp tục phá hủy được các nhà sản xuất máy bay. Nhưng lại không thành công ở đây bầy.
Ở một trong những tình huống mà hai cân với ba như thế này thì lực lượng quân vàng sẽ có một trọng trách, đó là phòng thủ các cửa ở phía bên ngoài, ở vị trí trung tâm ở cả hai cánh đi nha. Lực lượng quân xanh lá cây sẽ cần phải triển khai thật nhiều các đơn vị bắn đạn bom chiến lược, hoặc chiến đấu cơ, hoặc là những quả tên lửa hạt nhân. Chúng ta cần phải oanh tạc liên tục vào các cửa lực lượng của liên đoàn thì mới đủ cửa để có thể kéo dài trận đấu và giành lại chiến thắng ở đây bầy. Putin cũng đã có khá nhiều các đơn vị tăng rớt rồi và có cả các đơn vị xe phòng không. Chiến đấu cơ đã cố gắng truy đuổi ở đây bầy. Tốc độ bay của những người chơi ở level 23 từ các đơn vị chiến đấu cơ thật sự là quá nhanh, quá khủng khiếp vào lúc này. Sunlight đã trở thành mục tiêu cho các đơn vị bay đem bom Abajop của phía lượng quân xanh lá cây. Quân vàng là tiếp tục đặt thêm các bài binh ở phía bên ngoài căn cứ rồi. Quân vàng sử dụng quá thành thục các đơn vị xe tăng 2 Amadillo, vừa đặt thêm các bài binh, vừa di chuyển một cách linh hoạt và đối kháng trực tiếp với các đơn vị sạc lồn. Như vậy là xanh lá cây đã triển khai thêm các đơn vị Abba Chop liên tục rồi. Tiếp tục đụng độ với các đơn vị chỉ đầu cơ với lượng xanh nước B ở đây bay. Họ đã cố gắng phá hủy các sân bay của chúng ta rồi. Mặc dù chúng ta có khá nhiều các đơn vị thái phòng không, nhưng tốc độ bay của các đơn vị chiến đấu cơ với lượng xanh nước biển thật sự là quá nhanh. Quá nhanh và quá khủng khiếp mà đại bầy. Họ cũng đã có được đến tận 3 sân bay. Quân vàng đang cố gắng khôi phục lại các sân bay và vẫn không rõ lực lượng quân tím và quân xanh lam sẽ có những kế hoạch tiếp theo như thế nào đây. Lại tiếp tục là Abajop chuẩn bị để bom rải thảm rồi. Vị trí là chỗ nào đây bạn ơi? Trung tâm chỉ huy rồi. Nhưng ngay lập tức thì lũ xanh lá cây cũng đã mất đi cả hai đơn vị bay đem bom. Và tiếp tục xuất kích thêm cái đơn vị bay đem bom nữa đây bầy. Vàng đang dùng lực đạn vào trung tâm chỉ huy. Và tiếp tục lại là Abajop đem bom vào trung tâm chỉ huy rồi. Và đã đi bán phế liệu ở các lực lượng quân tí bay đem bầy. Ngay lúc này lực lượng quân vàng bắt đầu tiến công tổng lực bằng các đơn vị C2 Amadillo và đang đụng độ với rất nhiều các đơn vị tấn công từ phía lực lượng quân tím rồi. Và họ cũng có cả các đơn vị bắn tên lửa tầm xa. Chúng ta mặc dù là ở thế 2 đấu với 3 nhưng vẫn rất chủ động tấn công ở đây bầy. Abajop lại tiếp tục ném bom rải thảm vào các sân bay. Lực lượng liên đoàn đang rối hết cả lên rồi. Mất đi các sân bay và chiến đấu cơ của họ vẫn còn đang bay ở trên không. Đối kháng trực tiếp với Abajop AD7. Mặc dù chúng ta có sự tổn thất với các đơn vị bay ném bom Abajop rồi, nhưng dù sao thì liên đoàn vẫn cần phải có rất nhiều thời gian để có thể khôi phục lại các sân bay. Và đó sẽ là chính là cơ hội cho lực lượng của chúng ta ngay lúc này. Nếu như liên đoàn thật sự là biết rằng chúng ta đang có 2 người chơi đang đấu kháng với tầng 3 người chơi và phía lượng của liên đoàn thì thật sự không biết là như thế nào đây. Có lẽ người chơi bên phía lượng liên đoàn cần phải có những kế hoạch hoàn hảo hơn, tấn công như thế nào cho hợp lý. Anh em ơi, bạn ấy đang cố gắng phòng thủ rồi, nhưng phòng thủ mà chúng ta đang liên tục tấn công ném bom như liên tục như thế này thì tổn thất đang là rất lớn với lực lượng của liên đoàn. Tiếp tục là Abajop ném bom rải thảm nữa rồi. Trung tâm chiêu ấy gần hết máu rồi em ơi, quá khủng khiếp rồi. Đó đúng là một người chơi ở level 23 với lực máu dắt da thật sự là quá trâu. Tiếp tục lại là Abajop đem bom rải thảm và chúng ta đang phải hứng chịu quá nhiều các quả tên lửa phòng không. Hết máu rồi, không thể được anh em ơi. Sơn Lam cũng lại tiếp tục chạy ra phía bên ngoài với các đơn vị phòng thủ căn cứ của họ rồi. Tiếp tục là các lô cốt phòng thủ ở đây bầy.
Xanh Lá Cây cũng đã có được cái đơn vị xe khó đầu tiên và cũng đã có được cái đơn vị tăng Jaguar. Xác lô đi chính xác rồi. Nhưng ngay lúc này thì chúng ta đang có rất nhiều cái đơn vị tháp phòng thủ phòng không, cho nên không có sợ gì đâu anh em ơi. Tiếp tục là chiếm lấy các bánh răng. Chúng ta đã có lợi thế rất nhiều rồi. Và tiếp tục là Armor Chop để bom rải thảm ngay lúc này. Đã có đến tầng 3 tòa nhà căn cứ lực lượng của quân Xanh Lam đã bị sập đổ đi bán phế liệu hết cả đây mày. Sức mạnh từ 4 đến 10 máy bay để bom Armor Chop thật sự là quá khủng khiếp rồi. Mặc dù là chỉ đấu cơ và phía lực lượng quân Xanh Đất Biển đã tràn ra phía bên ngoài bay trên không và ngay lập tức tấn công vào các đơn vị máy bay bom Armor Chop. Chúng ta đã tổn thất đi đến tầng 4 đối với Bane Bomb, nhưng không có sao cả. Khi lực lượng của Liên Đoàn đã tổn thất đi rất nhiều các đơn vị xe cơ giới và đồng thời là các tòa nhà công sự rồi, lực lượng của Vào đang tiến công tổng lực vào căn cứ lực lượng của Xanh Lam. Armadillo với tầm di chuyển là khá nhanh và khá hợp lý ngay lúc này, bắn phá liên tục vào các tòa nhà, chạy thẳng vào phía bên trong. Chiến đấu cơ lực Xanh Đất Biển cũng đã bay ở trên không, nhưng để có thể ngay lập tức tiêu diệt được hoàn toàn các đơn vị C2 Armadillo thật sự là quá khó khăn với chiến đấu cơ. Và Xanh Lá Cây cũng đã bật khó lên và di chuyển các đơn vị tăng nhân vụ vào phía bên trong căn cứ lực lượng của Xanh Nước Biển rồi. Xanh Lam anh em ơi, chúng ta cũng đã mang thêm một vài đơn vị, các đơn vị xe diễm kết hợp với các đơn vị xe khói rồi, thì mọi thứ sẽ là khá ồn ào với cánh quân từ phía lực lượng của Xanh Lá Cây. Và Xanh Lam đang có nguy cơ không thể phòng thủ được căn cứ nữa rồi anh em ơi. Một đoạn tiến công rất bất ngờ và chớp nhoáng từ phút thứ 18 của trận đấu ở căn cứ lực lượng của Liên Đoàn. Và có vẻ như sức phòng thủ của lực lượng Liên Đoàn đang trở nên yếu ớt rất chi là nhiều. Vùng vàng cũng đã kéo qua các đơn vị tăng Jaguar và chúng ta đã hết khỏi rồi. Hết khỏi nhưng đồng thời lực lượng của Liên Đoàn cũng đã hết xăng các đơn vị chiến đấu cơ, cho nên mọi thứ sẽ là ồn ào rất nhiều anh em ơi. Tiếp tục là Armor Chop để mò và chiến đấu cơ lại bay ra ngoài rồi. Chúng ta đã cố gắng phá hủy các tòa nhà sản xuất xe quân sự level 3 từ phía lực của Liên Đoàn. Quân Xanh Lam đã tan nát hết căn cứ rồi. Thật sự là ngay lúc này chỉ có lực lượng quân Xanh Đất Biển là đủ cửa thôi. Với các đơn vị chiến đấu cơ, lực lượng tăng giang của chúng ta sẽ không đủ lực để có thể giữ được sức máu và giữ được sức lực để tiếp tục chiến đấu bằng phá được các tòa nhà công sự bên lực của Xanh Lam. Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn quyết tâm là chiến đấu tới cùng và sẽ không bao giờ rút lui. Cần phải cố gắng để có thể phá hủy được càng nhiều các tòa nhà công sự càng tốt bên lực của Liên Đoàn ngay lúc này. Cố gắng đưa trận đấu về thế ai đấu ai. Tăng giang của sắp hy sinh hết cả rồi. Lực lượng chiến đấu cơ nó có lực đạp quá tốt mà đẹp ơi. Căn cứ lực lượng của Xanh Lam đã bị các đơn vị tăng Jaguar của chúng ta bắn phá gần như hết tất cả các tòa nhà công sự rồi. Xong rồi, không còn bất kỳ một đơn vị tăng Jaguar nào nữa cả đẹp ơi. Người bạn của chúng ta lực lượng của Xanh Lá Cây cũng đang cố gắng sản xuất ra một đơn vị Leviathan, một đơn vị Hero Level 3 với lực đạp có thể nói là quá khủng khiếp và kinh khủng rồi. Một trong những đơn vị Hero mạnh nhất trong 6 Hero. Xong rồi anh em ơi, Leviathan đã ra lò. Chỉ đâu còn lộ xanh đứng bị bao tiến công chúng ta ở trên không. Có nguy cơ mất đi một nhà sản xuất máy bay Level 3. Và tiếp tục mục tiêu tiếp theo là một nhà sản xuất xe chuyên dụng Level 3 của lực lượng quân Xanh Lá Cây. Chúng ta đang tổn thất khá nhiều rồi. Có vẻ như Liên Đoàn đã hết xăng mà chúng ta vẫn còn có máu của một nhà sản xuất xe chuyên dụng anh em ơi, nhưng cuối cùng đã đi bán phá liệu mất rồi. Liên Đoàn đã cố gắng hết sức mình để có thể phá hủy được các nhà sản xuất xe khói của lực lượng quân khai chi chúng ta vào lúc này. Hết khói rồi, biết làm thế nào đây anh em ơi. Phút thứ 22,
Tiếp tục là Abachap đem bom ra thả vào các cơ lực của Liên Đoàn. Vẫn còn một xíu máu rồi. Cũng tiếp tục là Abachap ở đây bay. Ném bom thôi, xong rồi. Lực lượng xanh nước biển đã mất đi trung tâm chỉ huy. Và họ sẽ cần phải tốn rất nhiều tài nguyên và item thì mới có thể khôi phục lại căn cứ vào lúc này. Lực lượng xanh lá cây bắt đầu di chuyển xuống phía bên dưới đây để có thể chiếm lấy được một thùng tài nguyên lớn rồi. Và đã có sự xuất hiện của một đơn vị Leviathan. Tuy nhiên thì Leviathan vẫn cần phải hết sức thận trọng với các đơn vị chỉ đầu cơ và phía lực của Liên Đoàn. Ăn quá nhiều các quả tên lửa rồi đây ơi. Và không biết là Leviathan có trụ được hay không đây. Mất 50% máu rồi. Sắp toàn đến nơi rồi em ơi. Đi bán phế liệu bớt rồi. Leviathan thật sự là không thể trụ đổi với các đơn vị chỉ đấu cơ và phế liệu của Liên Đoàn khi họ có quá đông. Chỉ với 3 hoặc 4 thì chúng ta còn có cửa nha. Chứ nếu mà 8 hoặc 10 đang vừa chỉ đấu cơ thì cho dù là Leviathan được bút thêm các item thì cũng buộc phải đi bán phế liệu hết cả thôi. Lực lượng quân khải chiến ta cần phải có những kế hoạch và những tính toán khác thôi. Cứ như thế này là cũng không ổn rồi. Chúng ta đã mất đi, tổn thất đi rất nhiều các tòa nhà công sự và đồng thời là các đơn vị hero. Tổn thất rất nhiều tài nguyên ở đây bầy. Vẫn tiếp tục là Abachap rồi. Xuất kích và để bom rải thảm thôi. Mục tiêu là chỗ nào đây? Trung tâm chỉ huy rồi. Xong rồi đây mày. Quân tím lại một lần nữa mất đi trung tâm chỉ huy. Tuy nhiên thì Abachap cũng trụ không có đội và liên tục phải rụng rơi xuống dưới đất hết cả rồi. Quân Liên Đoàn không biết là có những kế hoạch gì hay hơn hay không. Ngay lúc này thì ưu thế của họ thuộc về các đơn vị không quân. Tiếp tục là sự xuất hiện các đơn vị chỉ đấu cơ. Chúng ta cũng đã xây dựng ra rất nhiều các tháp phòng không. Và Liên Đoàn cũng đang lái máy bay quá tốt rồi đây mày. Bay vào và bay ra. Và ngay lập tức chúng ta đã mất đi rất nhiều các đơn vị tháp phòng không rồi. Cung vàng đang có được 2 sân bay và rất nhiều các đơn vị chỉ đấu cơ. Chúng ta sẽ cần phải bảo vệ được ở trên bầu trời và tạo cơ hội cho lực lượng quân xanh lá cây tấn công ở trên bộ và cả ở trên không bằng các đơn vị bánh em bom Abachap nữa anh em ơi. Thì chúng ta sẽ đủ cửa hơn. Xanh nước biển đã di chuyển các đơn vị tăng rớt ra phía bên ngoài. Nhưng họ dường như gặp phải quá nhiều các bãi minh từ phía lực lượng quân vàng đã đặt từ trước rồi. Tiến công tổng lực thôi. Xanh nước biển và cả quân xanh lam. Lực lượng của Liên Đoàn vẫn có khá nhiều các đơn vị sạc lô là đẹp ơi. Và lực lượng tăng rớt cũng tập trung quá đông ở đây. Họ đang cố gắng xuyên vào văn phe các bãi bên của chúng ta và tấn công vào phía bờ trong rồi. Chỉ đâu cần là quân vàng cũng đã xuất kích rồi đẹp ơi. Và bà ném bom Abachap là tiếp tục ném bom lại thả vào vị trí nào đây. Căn cứ từ phía lực lượng quân xanh nước làm rồi. Ngay lập tức thì lực lượng của Liên Đoàn lại mất đi các tòa nhà công sở trung tâm chỉ huy và tổn thất ra rất lớn anh em ơi. Tầm bắn của các đơn vị tăng gia của chúng ta thật sự là quá tốt rồi. Đứng ở bên trong căn cứ mà vẫn có thể bắn phá được các đơn vị tăng gia từ phía bên ngoài căn cứ của chúng ta ở cách rất xa. Lực lượng của Liên Đoàn thì không có xe khiêng. Mặc dù đã có sự yểm trợ của các đơn vị trực thăng chiến đấu sạc lồn nhưng vẫn không đủ cửa để có thể tấn công vào phía bên trong.
một sự giằng co rất khốc liệt ở vị trí trung tâm của bản đồ. Lino đang mất điện rồi đây bầy. Xong rồi. Quá nhiều tổn thất bên phía lực lượng của Liên Đoàn. Và thật sự chúng ta vẫn không hiểu khi họ đang có 3 người chơi mà đánh rất yếu ớt rồi. Chúng ta chỉ có 2 người chơi bán trụ tới cùng và chiến đấu tới cùng già. Rất tiếc khi lực lượng quân đội đã rời bỏ cuộc chơi từ rất sớm rồi. Và thật sự khi lực lượng quân đội rời bỏ cuộc chơi, chúng ta cứ nghĩ đến một kết cục là thất bại trong trận đấu này. Nhưng không thể ngờ được rằng, với nghị lực kiên cường từ người bạn của chúng ta và đồng thời là lực lượng đồng minh quân vàng, thì chúng ta cũng đã bám trụ được đến tận phút thứ 29 rồi đây bầy. Thật sự đúng là những người bạn rất tuyệt vời của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Luôn luôn cố gắng và bám trụ tới cùng. Còn chơi là vẫn sẽ luôn còn có cơ hội nha. Có vẻ như lực lượng liên đoàn đã rất chi là nản rồi. Ba đấu với hai, nhưng họ lại không thể kiên cường hơn chúng ta được rồi. Chúng ta nhận thấy lực lượng quân tím và quân xanh lam đã rất ít sản xuất ra các đơn vị xe quân sự và xe cơ giới từ phút thứ 29 rồi đây bầy. Chỉ còn có lực lượng quân xanh nước biển là còn quan bám trụ lại tới cùng hay sao đây? Một trận đấu rất khó hiểu với lực lượng của liên đoàn. Ngay khi mà lực lượng quân xanh nước biển đã cố gắng rất nhiều thì lực lượng đồng minh của bạn ấy lại không thành công. Ngay lập tức thì có cả 3 sân bay bên phía lực lượng của liên đoàn đã đi bán phế liệu hết cả rồi. Trước những sức mạnh từ các đơn vị máy bay để bom A3 chấp từ phía lực lượng quân xanh lá cây của chúng ta đây bầy. Xanh nước biển cũng đã không thể trụ ở phía bên trong căn cứ lực lượng quân vàng khi chúng ta có quá nhiều những thế phòng không. Lực lượng quân xanh lam cũng đã sản xuất ra khá nhiều các đơn vị sạc lộn ở phía bên trong rồi. Vẫn còn chờ anh em ơi. Chúng ta nên tấn công thôi. Phút thứ 31 rồi. Thật sự cơ hội quá lớn rồi anh em ơi. Quân vàng vẫn còn đang muốn làm hợp đồng. Chúng ta đã tốn khá nhiều các lượng tài nguyên và khá nhiều các item để có thể cứu vãn lấy trận đấu này từ những phút thứ tư của trận đấu rồi. Và bây giờ chúng ta xứng đáng được có được một chiến thắng các em ơi. Tiến công thôi. Như vậy là xanh lá cây đã quyết định tổng tiến công rồi. Lực lượng quân tím và quân xanh lam cũng đã tràn ra phía bên ngoài và các đơn vị sạc luôn. Những đơn vị lính cuối cùng từ biên lượng quân tím và đem bầy tăng dẫn và các đơn vị lính phun lửa rồi. Tuy nhiên thì chúng ta có quá nhiều các đơn vị xe diễm và các đơn vị tăng gia ngùa. Ta đã có lợi thế rất nhiều và không biết lực lượng quân xanh nước biển có còn được các đơn vị chiến đấu cơ hay không. Sạc luôn từ biên lượng quân xanh lam cũng đã bay ra phía bên ngoài rồi. Và có vẻ như lực lượng của liên đoàn đã rời bỏ hết cả rồi đây bầy. Không còn sức để có thể phòng thủ được rồi. Chiến đấu cơ cũng đã không bay lên trên không. Và có vẻ như lực lượng của sân đất mình cũng đã rất chi là nản rồi và rời bỏ cuộc chơi cả rồi đây bầy. Một trận đấu mà chúng ta ở thế đánh 2-3. Nhưng chúng ta cũng đã cố gắng tới cùng. Và cuối cùng khi lực lượng liên đoàn đã vấp phải quá nhiều những sự ném bom từ các đơn vị máy ném bom Arbatrop liên tục bắt đi các trung tâm chỉ huy và những đợt tiến công của họ cũng đã không thành công, thì ngay lập tức chúng ta đã có cửa ở trong trận đấu này. Và với sức mạnh từ những đơn vị máy ném bom tăng gia ngùa và các đơn vị chiến đấu cơ thì cuối cùng chúng ta cũng đã có cửa để giành lại chiến thắng rồi. Anh em thấy trận đấu này như thế nào, đánh ra làm sao thì hãy cứ bình luận nha. Thật sự là một trận đấu ở rang tướng thì mình cứ nghĩ là nó sẽ gay cấn hơn rất nhiều. Mà nó đã ở thế 2-3 rồi. Nhưng lực lượng liên đoàn đã không đủ lực để có thể xuyên qua được hàng phòng thủ của chúng ta đây bầy.
Người bạn ta lực lượng xanh lá cây đã cố gắng bám trụ lên trận đấu rất tốt rồi. Và lực lượng quân vàng đồng minh cũng đã cố gắng bám trụ quá tuyệt vời. Chỉ có hai người chơi đã đối kháng trực tiếp với được cả ba người chơi bên phía lực lượng của liên đoàn. Và chiến thắng là của chúng ta rồi. Anh em thấy hay thì hãy nhớ bấm like nha. Và hãy cho mình thêm những lời bình luận xuống phía bên dưới của video này. Hãy nói lên những lời cảm nghĩ của em về trận đấu đây là như thế nào nha. Đánh ra làm sao, chơi có hay hay không, và ở trong những tình huống 2-3 thì em sẽ làm gì. Một trận đấu rất tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại em ở những trận đấu tiếp theo. Chiến thắng rồi. Xin cảm ơn em rất chi là nhiều nha. Cảm ơn 6 người chơi. Thấy hay thì hãy nhớ bấm like.